Hello, chào cả nhà nhá. Hôm nay em quay các loại quay rau quắm cho các bác ấy, đang trong quá trình rèn đấy. Đây. Đây. Đây là quá trình nung để con dao nóng lên đấy, để tí dễ đập đấy. Đây, các bác không giới thiệu nhiều thì các bác cũng biết rồi đúng không ạ? Em xin nói qua, đây là rau quắm, làm quắm này quắm chuôi sắt đấy ạ. Đây, cái này làm ra tí đập uốn vào vòng như vậy để đây là tay cầm này, chỗ tay cầm này sẽ là cầm vào đây, dùng không các bác muốn tra cán gỗ cũng được nhé. Đây có cái ống này để tra cán gỗ vào đây này. Đây. Cái này chưa hoàn thiện, khi nào hoàn thiện thì con dao sẽ đẹp hơn rất nhiều đấy. Đây là đang trong quá trình rèn cho nên là nó mới sơ sơ qua như vậy thôi. Đây trong quá trình đấy quấn vào như vậy đấy, rất tí còn phải hàn lại nữa cơ. Đấy, cái phần này thì hàn tí hàn bằng bằng đồng các bác nhé, hàn bằng đồng đấy, lấy vào trong lửa nung đùng đồng nóng chảy ra thì sẽ hàn cái phần này vào, đồng sẽ ở khe giữa hai cái khe này thì sẽ là thành hàn cái chuôi đây này đấy. Đây là cậu của mình đây nhé. Cậu mình đang rèn thì mình tranh thủ ra quay cho các bác xem quá trình rèn con dao quắm. Nhưng mà ra hơi muộn một tí thì bây giờ đấy, cậu mình đã sắp hoàn thiện rồi, bây giờ đang làm cái chuôi tay cầm đấy, chỗ tay cầm đấy. Đấy, đang quấn vào để cho tròn rồi. Để cái chỗ này khít thì tí nữa cho đồng vào đây nung chảy đồng thì đồng sẽ dính hai cái mặt này nhau thì sẽ là hàn đấy. Đây bây giờ thì đang quấn đây đấy. Sáng nay thì rèn cái phần mỏ này đấy. Phần mỏ này các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, rèn cái phần mỏ này, quay lại đập cái số này ra rộng gần bằng con dao, rồi lại làm cái chỗ này đập ra rất là to và mỏng để quấn vào để mình nắm tay cầm. Rồi chỗ này thì sẽ là đập mỏng lưỡi này, rồi để dùng để chặt cây ấy. Đấy, cái mấy con này thì tí nữa cũng sẽ quấn vào thôi, rồi làm cùng một thể đấy, cũng là quấn vào như những con kia này, rồi sẽ hàn vào rồi mới hàn. Lúc nãy mình bảo là hàn vào để cầm chắc tay, rồi mới lại đập những cái này mỏng, rồi đập mỏng thì sẽ rồi mới lại mài rồi lại tôi rồi lại mài cho sắc thì sẽ hoàn thiện con dao. Đấy, quá trình làm con dao quắm mình mô tả qua như vậy thì các bác không được nhìn thì cũng không biết, nhưng mình nói qua nên bác nào hiểu một số rồi thì chắc cũng biết quá trình làm con dao thôi. Quá trình làm con dao như vậy thì sắp xong thì sẽ tôi em thì không thấy nước ở đây, lát nữa mày lấy nước ra để tôi đấy. Ở đây khi nào lúc nãy ấy, thì là bảo là hàn bằng đồng ấy, thì là cho cả đất sét này vào này, đất sét này tí cho nước vào, rồi đất sét này nhão ra thì cho cả đất sét lẫn vào đồng đấy thì hàn mới ăn nhé các bác nhé. Đấy, quá trình rèn dao là như vậy đấy. Đây, các bác ai mua dao dao nhà em có đầy đủ tất cả các loại nhé, từ dao thái thịt lọc thịt, chặt xương, chặt cây, chặt gà vịt, thái thịt lọc thịt, đầy đủ tất cả các loại ạ. Đấy, các bác mua dao thì gọi cho em qua số điện thoại 0989 921 389 nhé. Số điện thoại Zalo của em cũng là dùng số 0989 921 389 ạ. Đấy, các bác mua dao thì nhớ gọi cho em nhé. Hôm nay em chắc chỉ quay đến đây thôi, bởi vì cái quá trình hàn này thì quay vào lửa này chắc là mình hơi khó các bác ạ. Đây, em quay em nói sơ sơ để các bác hiểu thôi ạ. Các bác mua dao nhớ gọi cho em qua số điện thoại 0989 921 389 nhé.
cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Xin chào các bác. Xin chào.